Ok tất cả các anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ review đến cho anh em một cái con PC mà không phải là mình mua anh em ạ, mà là bạn khách của mình, bạn ấy mua. Bạn ấy mua trên cái hội game gì mà Võ Lâm Truyền Kỳ của bạn ấy đấy. Thì ngày hôm nay tiền bạn ấy có qua nhờ mình vệ sinh cũng như là lắp vỏ cho máy, thì mình sẽ review chi tiết tất cả các cái linh kiện trong cái con PC này nhá. Đưa về đấy. Ôi, chết. Ra mà để dụng ra như này nhé. Đấy, âm mở hết ra. Quốc cả hình không em? Dạ, có cả thôi. Ừ. Đủ bộ để chạy luôn mà. Ừ. Đúng với vỏ thôi đúng không? À còn bộ. À. Đấy, dòng em bên bên to á. Bên to các con kia không lắp ạ. X99. Cả hình là cả gì? Em còn chưa biết luôn. Con này chắc là 570, 580 thôi. Để anh xem con này, đâu chế chế con cà phình ra xem. Con này không bao giờ. Con này khá rồi, trâu cày xưa hay sao. 578 GB. Cái này này em mua mấy triệu? Nó chưa nói giá xác định đâu. Ừ. Nó bảo là nó trước hàng ngày nó làm dịch vụ về game mà nó nhiều máy lắm, thanh lý. Thì em quen nó thì nó bảo cứ cầm về dùng ấy, 1-2 tháng nó ổn gì, hỏi thợ sẽ bao nhiêu thì giải nó hợp lý là được. À, khảo sát thợ gì? Vâng. Đầu tiên là một cái quân nguồn này, nguồn Simatec 650. Con này là 600W anh em ạ. Nguồn thì cũng khá là bụi bặm theo thời gian, bởi vì chủ cũ của nó không dùng vỏ cây anh em nha. Bạn khách này thì bạn ấy mua ở trên hội nhóm, cái hội nhóm chơi game. Tức là mấy anh em có quen biết nhau ở trên game, mua bán và trao đổi lại với nhau. Mình thấy cái hình thức mua bán này nó cũng khá là hợp lý nha anh em. Hợp lý với cả người mua và người bán, bởi vì nó không phải qua trung gian, nó không mất tiền trung gian anh em ạ. Mình cũng quên chưa hỏi là mua ở đâu, nhưng mà đây này, gửi về Đông Phương Kiến Thụy này. Đấy, và cái cước là 420.000. 420.000 thì chắc chắn là sẽ ở rất là xa rồi anh em ạ, chứ không gần gũi gì đâu. Mình gửi Cà Mau về một thùng cây cả vỏ to đùng, mới hết có 355.000 mà đây là 420.000. Cái linh kiện thứ hai là cạc hình này. Cạc hình thì con này mình nghĩ khả năng cực kỳ lớn, nó là một cái con trâu cày rồi. Và con này chỉ có một mắt thôi, một cổng DVI thôi, mã là RX578G này anh em này. 578 GB mà cái thời châu cày nó đang hoàng kim ấy, cái thời điểm dịch ấy, thì nó phải rơi khoảng tầm 8 triệu cơ anh em. Nó còn giá trị hơn cả cái bộ cây này hiện tại cơ. Gọi là đang áng chừng thôi, giữa người bán và người mua đang áng chừng là khoảng tầm 7 đến 8 triệu gì đấy. Chưa, cũng chưa chốt giá chuẩn anh em ạ. Để tí nữa mình review hết các cái linh kiện này thì mình sẽ tính cái giá thị trường xem là giá trị bây giờ nó là bao nhiêu anh em nhé. Ngoại hình thì với một cái con 570 đến thời điểm hiện tại mình thấy con này nó còn ổn thôi, nó không xấu quá anh em ạ, nhưng mà nó không được đẹp. Và các cái con ốc này này còn sáng choang như này thì khả năng cao là được thay rồi, được thay ốc khác rồi chứ không phải là ốc zin đâu. Ở đây mình thấy có mấy cái dấu hiệu bị mốc này, nhưng mà mốc nhẹ thôi. Bên trong hệ thống hít sinh tản nhiệt thì mình thấy là han rỉ mốc trắng lên rồi. Con này thì ăn một chân nguồn 8 pin này, FE thì vẫn còn ổn nha anh em. Cái anh em cần ở con này bây giờ là nó chạy ổn định anh em ạ. Và nhiệt độ nó không quá nóng là được. Anh em nhìn cái ống đồng của nó này,
đổi màu luôn anh em, nó xỉn khét đèn đẹp luôn, nó chuyển từ tông màu vàng sang gần như là full đen đấy anh em ạ. Đây anh em nhìn cái ống đồng này, với cái ống đồng đen xì xì như này thì anh em liên tưởng cái điều gì? Mình thì mình nghĩ ngay đến cái việc là nó sử dụng với cái nhiệt độ cao trong một cái khoảng thời gian khá là dài. Tiếp theo là một cái combo quốc dân, một cái combo main chip RAM và ổ cứng anh em ạ. RAM thì ở đây mình thấy có 4 thanh này, 8 thanh này anh em ạ, 8 thanh RAM. Và mã của nó là 16GB anh em nhé. Con này là RAM ECC anh em ạ, Samsung 16GB. 16GB mà nhân với 8 là bao nhiêu anh em? 6848 là khoảng tầm 128GB anh em ạ. 128GB RAM thì chắc chắn là cái bộ này để cày. Và chính xác thì nhu cầu của bạn khách bạn ấy mua để cày game anh em nhé. Ngoài game ra thì nó có thể cày dự án Android hoặc là máy ảo, máy yếc. Nói chung là nó có thể phục vụ khá là nhiều các cái mục đích của anh em. Và nếu như mà bây giờ anh em build PC để cày giả lập ấy, thì đây cũng là một cái cấu hình nó khá là mạnh trong tầm giá. Một cái cấu hình cực kỳ là cơ bản là quốc dân rồi. Con này là main X99T8D này. Đấy, cái con T8D đấy anh em thì nó sẽ chạy RAM 3. Còn cái con X99 mà F8D đấy thì nó sẽ chạy đời RAM 4. Anh em phải phân biệt nha anh em. Anh em phải phân biệt là main gì chạy đời RAM nào. Chứ không anh em sử dụng con main này mà anh em nắp RAM 4 thì không nắp được đâu anh em. Và đây mình thấy có một cái con ổ khá ngon này. Con này là Samsung 980 500GB anh em ạ. Con này Gen 3, tốc độ đọc ghi là 3100/2600 và cái tuổi thọ TBB kép là 300T. Nói chung là cái độ bền của nó cũng khá là cao anh em. Anh em dùng mấy cái dòng Hulanji để chạy giả lập này này thì anh em cứ chọn cho mình mấy cái con ổ cứng nó có cái tốc độ cao cao một chút và cái tuổi thọ nữa để cái quá trình khởi động và chơi game nó đỡ bị giật nát và nghẽn anh em nhé. Bởi vì nó phải loát dữ liệu khá là nhiều. Còn về phần chip thì chút nữa mình sẽ lên hình con máy này và mình sẽ show cái cấu hình cho anh em xem. Cái phần việc ngày hôm nay của mình thì cực kỳ đơn giản thôi, vệ sinh qua cái combo này. Đấy, và tra keo thản nhiệt vào hai con CPU, cộng thêm mà lên cho em nó một cái bộ áo mới và test game xem nó chạy có ổn định không và cái hiệu năng nhiệt độ, thế là xong anh em ạ. Nói chung là nếu như mà anh em ở gần ấy, anh em ở Hải Phòng ấy, mà anh em mua online ở bất kỳ nơi đâu, anh em có nhu cầu test thì anh em cứ gửi qua mình sẽ test cho anh em là miễn phí nhé. Thì ngay bây giờ mình sẽ vệ sinh qua combo này và lắp tất cả linh kiện này vào thành một con PC hoàn chỉnh và test game cho anh em xem nhé. Đây mình đã lắp thêm vỏ cho em nó đây. Về cái phần ngoại hình thì nó cũng không có gì để nói anh em ạ. Nó cực kỳ là cơ bản thôi. Thì ngay bây giờ mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi đi vào test game nhé. Con này là E52686V4 này, 18 nhân và 36 luồng. Thì nếu như mà 2 CPU thì anh em cứ X2 đây thôi, là tổng sẽ là 36 nhân và 72 luồng. Max TDP là 145W cho một con CPU. Main thì Hulanji X99T8D, RAM D gì? RAM D4 128. Cái thông số này thì nghĩ là cái thông số này là sai anh em nhé. RAM thì nó là D3 chứ không phải là D4 đâu anh em ạ. Và bớt hiện tại nhận 1600 này anh em này. 1600 thì chỉ có D3 thôi chứ còn D4 nó phải tầm 2133 đổ lên chứ làm gì có ấy nhỉ. Cao màn hình là RX570 8GB của Power Color. Con này Max TDP là 150W này, 8GB D5. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần test game cho anh em. Đến tựa game đầu tiên là GT5 phiên bản offline. Thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó khá là ok, nó dao động khoảng tầm 90 FPS đổ lên
Và cái cảm giác chơi thì mình thấy nó cũng cũng mượt anh em ạ. Tuy nhiên là cái đồ họa nó không được đẹp đâu anh em. Nó còn có khá là nhiều răng cưa. Đây mình sẽ show cho anh em cái setting luôn này. Hiện tại mặc dù mình đang sử dụng một cái quân màn hình 2K rồi, nhưng mà mình vẫn để cái độ phân giải là Full HD 1080 thôi, cho nó phổ thông, thân thiện và gần gũi anh em ạ. Chứ còn con RX570 thì mình cũng không tham vọng chơi 2K đâu. Và hiện tại nó có một cái vấn đề khá là ảo loài anh em nhé, là cái khung hình này mình không để được theo cái tần số quét của màn hình. Bởi vì cái con màn hình này đấy thì nó không có cổng DVI, mà cái con card hình này thì nó lại chỉ có cổng DVI thôi, nên là mình đã phải dùng cái dây chuyển đổi từ DVI sang HDMI. Nên là vừa ấy mình vào setting mình không chỉnh được lên tần số quét 165Hz đâu anh em. Nó chỉ được khoảng tầm 60 thôi. Mình cũng chưa rõ là do cái dây chuyển đổi hay là do driver card hình, chỉ cái đấy mình sẽ nghiên cứu sau anh em nhé. Tạm thời là mình cứ test game cho anh em xem đã. Đây, hiện tại khử răng cưa thì đang tắt hết này. Và cái mức setting đồ họa là Very High. Very High trên độ phân giải Full HD 1080 thôi. Nói chung là chỉ số IPS nó cũng dao động khá là nhiều anh em ạ. Lúc 70, lúc trên 100. Đồ họa thì không được đẹp đâu. Chơi thì nó ổn định thôi, chứ còn để mà có một cái trải nghiệm thú vị thì mình cũng chưa thấy thú vị nha anh em. Có thể là cái tần số quét của màn hình nó không thể chỉnh được lên cao, nó chỉ ở 60 thôi, nên cảm giác chơi nó không được sướng anh em ạ, nó không được mượt. Mặc dù có những lúc FPS nó lên trên 100 nhưng mà mình vẫn không cảm thấy mượt. Cũng không loại trừ do phần mềm đâu anh em, nhưng mà hiện tại thì đang hơi gấp một tí bởi bạn khách bạn ấy cũng sắp đến lấy máy rồi, nên là mình test vội anh em nhé. Test vội vàng anh em ạ. Con chip này xung nó không được cao đâu, chỉ được khoảng tầm 2.900 gần 3.000 thôi. Và cái nhiệt độ card màn hình nó cũng lên khoảng tầm 78 gần 80 độ rồi. Hiện tại thì mình thấy card hình nó cũng đang ăn khoảng tầm 90W thôi, chứ nó cũng chưa ăn đến trên 100 đâu. Rất là nhiều anh em bảo mình test ngộ không trên con RX570 580 8GB, bởi vì nó là một cái con card màn hình giá tương đối là rẻ mà có thể chơi tốt ngộ không. Con này bây giờ nó chỉ loanh quanh khoảng tầm trên 900 thôi anh em ạ. Tùy chỗ bán và tùy chế độ hành, cũng như là tùy cái ngoại hình chất lượng của VGA. Nói chung là giá cả nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Con này một mắt thì nó sẽ rẻ hơn những cái con 2-3 mắt chẳng hạn. Cái mã VGA này thì mình cũng bỏ khá lâu rồi, bởi vì nó không được lạnh, nên là mình chưa có cơ hội test cho anh em. Còn có chơi tốt ngộ không hay không thì đây, anh em nhìn thực tế sẽ biết nhé. FPS được khoảng tầm 70. Và cái cảm nhận của mình thì thấy chơi cũng tương đối là ổn định anh em ạ. Mặc dù là cái tần số quét màn hình hiện tại thì mình vẫn chưa chỉnh được lên cao, chỉ được khoảng 60 thôi. Nhưng mà cái con game này thì nó không phải là một ấn tượng game tiết tấu nhanh, nên là cảm giác chơi nó cũng tương đối là ok. Hiện tại thì RAM đang ăn gần 16GB này, card hình lên 78 độ C. CPU thì nếu như mà anh em mà cày nhiều arc giả lập ấy, thì nó mới ăn nhiều tài nguyên CPU, thì điện áp nó mới lên, nhiệt độ nó mới cao thôi. Chứ còn bình thường để mà chơi game ấy, thì nó cũng chỉ như là muỗi đốt inox thôi. Combat thì FPS nó cũng giảm anh em nhé, chứ không phải là ổn định ở mức tầm 70 đâu. Đây mình sẽ show anh em setting nhé. Hiện tại là mình vẫn chỉ đang dám chơi trên độ phân giải 1080 thôi. Đồ họa thì mình để resolution là 50 này. Và cái mức đồ họa lao nha anh em, lao setting, một cái mức setting cũng cực kỳ là thấp ở trong game. Nói chung là trải nghiệm được anh em ạ. Với một cái tựa game tiết tấu nhẹ nhàng tình cảm như này thì anh em vẫn có thể trải nghiệm được. Chuyển động nó khá là ảo loài, không được mượt mà đâu anh em nhìn cái con khỉ này thì sẽ biết. Nếu bắp GBC khi mà ở trên không thì mình thấy là cái chỉ số bet nó cũng chỉ được khoảng tầm 60-70. Đây mình show luôn anh em setting này. Hiện tại thì mình vẫn đang chơi trên độ phân giải Full HD 1080. Và cái mức đồ họa là medium này, render 120 mình sẽ cho xuống khoảng tầm 100 đi.
và để cái mức low setting đi. Với cái mức setting hiện tại thì FPS nó cũng vẫn không được cao đâu anh em. FPS quá cùi bắp anh em nhé, mình sẽ xem lại xem nào. Đây, giảm set. À, máy có tình trạng là bị khởi động lại anh em ạ. Đang dùng này, đang chơi game bị khởi động lại này. Đây, sau khi vào lại thì FPS đã lên trên 100 rồi này anh em. Nói chung là nó cũng hơi dập dờn anh em ạ. Cảm giác chơi thì cũng tương đối là ok. Cái mức setting thì vẫn vậy thôi anh em. Vẫn Full HD 1080, vẫn render 100 và vẫn low setting. À, không ổn định đâu anh em ạ. Để mà chơi các cái tựa game tầm trung hoặc những tựa game nặng ấy, thì cái con máy này nó cũng có thể trải nghiệm được khá là nhiều game đấy anh em. Và nếu như mà anh em để cái mức setting thấp thì cảm giác chơi nó cũng mượt anh em ạ. Tuy nhiên là cái đồ họa nó không được đẹp, trải nghiệm nó không được sướng. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhá. Cho anh em chiêm ngưỡng lại con PC này một lần nữa này. À, và hiện tại thì cái phòng test game của mình đang rơi tầm 28 độ C, rất là mát luôn. Con này nếu như mà để mình trả giá đấy thì mình sẽ trả khoảng tầm 6,5 triệu. Nếu như mà nó không lỗi lầm. Còn cái vấn đề mà nó bị reset khi mà chơi game ấy thì cần phải nghiên cứu thêm anh em ạ. Thực ra bạn khách này bạn ấy mua thì cũng khá là xanh chín và lợi thế rồi. Dùng khoảng tầm 1-2 tháng thấy ok thì mới phải trả tiền. Nên là cũng chả phải lo. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.